xin chào cả nhà luôn cả nhà ơi. Chỗ mình mới mưa xong nha cả nhà. Ông anh mình ổng đi thăm cá, cái ông thấy ổng nắm mối. Ông chạy về ông kêu mình quay cho cả nhà xem. Thì đầu video mình chúc cho cả nhà thật nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video. Lú lên nhiều chưa? Đệ tử nó ngồi. Ờ có. Đang lú lên nhiều quá nè. Dài cái đắng quá. Bên con đừng có đi. Thấy không? Lú rồi nè. Nhổ thùng này ha, nhổ đi. Mấy cái đó nhổ được rồi đó. Để nó lớn chút. Quá trời này luôn à. Đây cái này trời ơi, đủ nó đi dặm luôn. Thôi bên sao con đi ẩu dưới bên. Ờ nãy con đi khúc đó rồi. Cụ cải đi vô nhà đi con. Dạ cho nó luôn. Cụ cải vô cụ cải. Cụ phùng nó nhỏ được máu gì. Đang lúng lên. Người nó tội đèn nó mới thấy nhiều. Dạ kia kìa nó kìa đạp luôn kìa. Đó luôn đó. Đang lúng lên. Đạp luôn cái rồi. Đây là sao rồi nè. Cho nó đây nữa nè. Cho nó tối cũng nhỏ đây dài nắm ở đây nè. Cho nó thôi, cho nó đi xuống rồi. Dạ. Đang cây nữa nè. Nghĩ nó lùm cho nó đó. Trên đất nữa. Dạ. Ờ đây nữa nè. Dài hơn trước nhiều hơn trước cái chừng cái đám đó. Kê cái nhà một phịnh đây luôn nè. Ồ bên ơi con đừng có chen chen đây con đạp cho nó đó. Nó nhiều lắm. Con đừng có bước bước vô đây con đạp nha bên. Ồ ông nhổ được một xô luôn rồi cả nhà ơi. Vô rồi. Con đi có chừng con đạp. Quá trời luôn. Nè cả nhà phịnh đây nữa nè. Thấy không? Mưa cái này. Kìa. Tối thì có. Con đi có chừng đạp. Dưới này nè, trên cái cục bác lắp lại á. Cải lắp lại lên nè. Ô, ô nhụ. Bự lên ha. Phải không? Rồi con. Cái này nè. Hả? Tối giờ nó lên càng lên. Tối không có nhổ đằng đó đó khúc đó đó đằng đó nhổ hơn chục nắm xong cái đi vô luôn một gỗ rồi dài tới đó nhổ nhiều lắm á lấy cây nại đi ở đây hai cây rồi nha hai cây cho bá luôn mưa này đất mềm dễ lên lắm ha tôi nhậu mà nó đến nhậu tôi về thôi đi về đi kiếm nấm mối thì hôm ta nhỏ quá trời luôn hôm người nhỏ mấy ký nè coi bên cái cây nấm nó bị đạp kìa ở đây nữa nhiều lắm ở nhà lên lấy gai lấy gai nhấp rồi nè tầm nữa quá nữa lại kìa cái nhổ cái nấm bự kìa con nhổ cái nấm bự kìa thấy không nè chỗ điện thoại cũng đang quay nè hai cây luôn á có một cây nữa con đi nhìn dưới chân cái đi con không bước con nhổ cái đó đi nhổ không cái đầu luôn nhổ cái đó trước đi nhổ cái này không có cây nào nhổ con nấm rồi nè đây một cây nữa nè thôi con không có cây nhổ thôi thôi trồng cây đó không ơi ừ. Trồng cây đó đi lại chỗ ông anh mình cái này đây nè từ từ đi không dám không dám bước ông nhổ được một gỗ luôn nó còn nói rồi nó vừa lên luôn đây là cái có thằng mệt đó đang đi phút sáng nói cái mọc cái cửa nhà luôn rồi đã nhỏ đã không cái nhà ngon không ngon không cái chân út kiểu đâu nhổ đi cái đó nó bị hư rồi mà nhổ hư bỏ lấy luôn đi hư rồi mà con nhổ cái đó nữa nhổ có chừng có bước đạp đến kìa thấy không cái này anh chậm lên nè
nè cả nhà. Gỗ luôn nè. Anh dọn hết để em chụp tấm hình nè. Cho cả nhà xem mà. Hai cây nữa. Trời ơi. Cái nhà đã chưa cả nhà? Đó, lên trắng hết rồi nè. Gỗ ở đây rồi nè. Gỗ nấm luôn. Đó, phê chưa cả nhà? Em đăng tụi nó xem, tụi nó kiếm lên, nó hỏi một nhỏ nó đăng anh, em đăng lên sao tụi kiếm không gặp. Ê, bạn làm chung đó. Ừ. Con dục chú gõ luôn đi, sao con đưa Út chị? Con dục sợ Út anh nói là ấy. Út nói là hư con. Mấy cái mối này dễ nhổ nè. Mưa dễ nhổ nè. Đây, không, dọn cái lên góc luôn nè. Mà cái góc ở dưới mình ăn đâu có được đâu, nó sụp sạp nha cả nhà. Gãy ngang á là nó ăn dừa đó, còn ở dưới là nó sụp sạp rồi. Nó không có ngọt, nó không có nước, nó khô. Mình mở nó biết cơ mà nó bảo cái nào có điện nè. Không biết luôn. Vậy là đẹp hơn cả nha. Bên cây luôn. Ngay chỗ gốc cây vậy. Con đưa cây cài cho ông mượn nghe biết. Mình bẻ ngang đi thôi. Bự vậy sao bẻ? Bẻ ngang. Mình nằm nhỏ tiếp. Đó, vậy được. Nhiều quá cả nhà. Đi không dám bước chân, bước cho đạp. Gỗ luôn nè trời. Đã dữ rồi Bin. Trời Bin nhỏ, để Út nhỏ cho Bin. Cái gì vậy? Nhỏ cho nè. Nhỏ hả? Vậy hả? Ừ. À, không sợ gãy Út. Để bỏ chân lại đi, để chân lại. Thế chân lại kìa. Sang năm chắc cú là nó còn lên nữa. Này nó bể ổ là nó. Ở đây luôn nè. Đây còn lên nữa thôi. Giờ chân lại quay nè. Quá đã luôn cả nhà ơi, một gỗ luôn rồi. Đây nè. Ồ đúng. Cả nhà thấy không? Đó thấy nè. Đó. Nói chuyện gì. Nhổ đi anh, nhổ đi. Nó nhỏ bóp nhẹ. Nhổ được mà, mấy cái này nhổ khỏe. Ừ. Đó. Vậy mà. Không dám bước sợ đạp. Nhiều lắm, nó lên ra đây cả nhà. Đây nè. Đây ba cây luôn. Con cũng sợ kiến nữa hả Bin? Để dài tới đó luôn á. Quá đạt cả nhà ơi. Chiều nay vô ổ nó mối nha cả. Từ từ đó. Anh nhìn nhỏ nè. Đó là đây thằng nhỏ của con nữa. Đây nữa cả nhà. Không. Quá phê. À, quay toàn cảnh nhỏ đúng mối. Ôi chỗ Bin nè. Toàn cảnh nhỏ đúng mối cho cả nhà xem nè. Đó. Từ chỗ cái thùng đó đó. Từ chỗ cái thùng đó mà dài lên trên đây luôn. Mấy khoảng cao su rồi đó, 1 2 3 4 5 khoảng cao su luôn. Đã quá. Mà tối mình cũng có đi nữa mà mình nhổ ở đằng đó đó cả nhà. Được ngay đây này dài đã đẳng cũng mười mấy 20 nắm thôi. Cái này tối nó chưa lên đâu. Mới lên. Mới lên sáng. Mới lên nãy luôn chứ sáng gì mưa. Mưa gió hả là. Đây nữa nè cả nhà. Thấy không? Nè. Cái đó mình mang lên nhiều. Đã. Con đi cái chừng con đạp nha. Dạ nãy con nhìn kỹ lắm á. Nó nhỏ nhỏ nè, giống như có hai nhỏ rồi nè. Như lại thì như là cái nấm này nhá. Bỏ đi nhỏ quá, bỏ đi con, nhỏ chi. Đây tối nó lên nữa nhỏ. Nè giống như con này đi cái hộp phải không? Hộp hộp giờ tối lên rồi nè. Nặng nè. Đó là dài tới trước. Kìa, tới trước luôn. Đây nè, đi dọn ha. Để im đi nè, đi tối cái này nè. Tối nó chừng nó 7 tháng giờ ra đây rồi, nó đẹp lắm. Ôi ôi, một về luôn. Nó lú nè, Bin cái chừng con đi con đạp đó đi. Con dọn nha. Ừ, dọn đi. Nè cả nhà,
đóng đây nữa nè. Đây đây nữa nè, nè còn đội này hả? Đội lá lên nè. Ừ, đội lên đó. Đó, đó. Gãy. Hơi gãy vậy. Đó không phải nha. Ừ, nấm này chưa, chưa ngon, chưa bự. Nhổ đi, lỡ ngày hơi tối ta đi nè. Kệ mình thấy cái nhổ được nhổ đi, còn nhỏ quá nó nằm dưới đất thì bẻ đi. Từ nhổ. Nhổ từ cái gì đâu mà phải gấp gáp. Mình không nhổ cái ta gặp nó nhổ hết à. Vì nó không thấy vậy, đứng cái cửa đá nó cũng không thấy. Cái nhà nó cũng dặm luôn nó không thấy. Ở chỗ sao quá chuyện kìa. Cái đường dặm nó cho. Phê luôn, mấy cái này nhỏ đã. Về nhắc này, nhắm mối đi về nhắc này, đã ha. Ừ. Nhắm có. Nó không phải như người ta. Nó cứng cứng có nhỏ quá. Thôi cái cây nhỏ nhỏ nữa. Nhỏ hả? Nè. Nhỏ thì đơn giản. Một rổ. Còn không vậy? Đó rồi. Vậy thì mới vậy. Gỗ rồi cả nhà. Dạ. Dài đó còn không? Sát nhà luôn nè. Ấy, Trung ơi. Tối rồi, tao mệt tao nghỉ rồi, con phải chờ coi nha. Còn lên nữa. Cái đèn này là gọi cái nó chá. Cái này mà tối ra là nở hả? Đi đừng có đi đường đó nhiều không? Lú lú nó nhóc nhỏ nhỏ nhỏ. Thôi phát nghe mà thôn ra. Nha. Đây cái đèn này cây nè. Nhỏ quá. Thôi vô. Vô. Vô cả nhà ơi. Để quay thành quả cho cả nhà xem nè, nhỏ tí xíu mà được gỗ nè. Như đây trông cỡ tí hơn. Đã không? Tí á. Phải giờ ăn cạo. Núm này cạo dễ nè, ít sình nè hả Bim. Núm này cạo lẹ nè. Quá đã. Mà kêu mẹ phụ cạo phụ vậy. Xuống. Thôi clip mình dựng đây luôn cả nhà ơi. Cả nhà thấy clip mình hay cho mình xin ký kênh một lượt like nha. Anh mình vô tình đi cá. Đi thăm cá mà ẩu nắm luôn. Rồi con xách cái thùng bê. Dạ, xách liền. Chào cả nhà.